Sáng ngày 14 tháng 5, đoàn công tác của Học viện Quốc phòng cùng các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 95 do Thượng tướng Trần Việt Khoa, giám đốc học viện làm trưởng đoàn đến học tập nghiên cứu tại sư đoàn 10, quân đoàn 3. Học viện Quốc phòng cùng các học viên tham quan, nghiên cứu thực tế tại các đơn vị của sư đoàn 10 về thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và bắn trình diễn các loại vũ khí mới biên chế người lãnh đạo chỉ huy sư đoàn 10 báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024. Công tác phối hợp hiệp đồng với cấp ủy chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân trong thời gian qua. Đặc biệt là thực hiện biểu tổ chức sư đoàn bộ binh đủ quân thời bình được biên chế hoàn lực mạnh Thượng tướng Trần Việt Khoa, giám đốc Học viện Quốc phòng ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ đoàn công tác của học viện. Đồng thời đề nghị giảng viên của học viện và các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 95 học tập nghiên cứu về phương pháp huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn 10. Qua đây bổ sung vào công tác nghiên cứu khoa học quân sự, giảng dạy, học tập của đội ngũ cán bộ trong học viện và học viên trong thời gian tới đồng thời làm cơ sở để tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề ra đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nhân dịp này, đoàn công tác Học viện Quốc phòng tặng 20 suất quà cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp sư đoàn 10 có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 60 triệu đồng.